Mika xin chào tất cả mọi người. Và thế là Canada đã chính thức đóng cửa biên giới và tất cả mọi người đều phải ở nhà, đều phải nghỉ học, nghỉ làm. Mình biết đó là ở Việt Nam thì mọi người đã nghỉ từ hồi Tết cho tới tận bây giờ. Dĩ nhiên là những người đang đi làm thì vẫn chưa có nghỉ hoặc là công ty đang xem xét để cho tất cả mọi người có thể hạn chế đi ra ngoài càng nhiều càng tốt. Tình hình corona thì tất cả chúng ta đều biết là càng lúc càng tệ đi và tất cả toàn thế giới đều đang cố gắng để mà chống lại cái dịch bệnh này. Hy vọng á là mọi người cũng cố gắng hợp tác với lại chính phủ và ở nhà càng nhiều càng tốt. Mình tin là tất cả mọi người cũng có hiểu về vấn đề này rất là nhiều và mọi người cũng không cần mình khuyên để làm cái gì, đúng không? Ở Việt Nam thì do là nghỉ từ rất lâu rồi cho nên là chắc mọi người cũng cuồng chân lắm và rất là muốn được đi ra ngoài, muốn được đi học trở lại, đúng không? Ngay cả ở Mỹ Canada này á, thì rất nhiều người vẫn phản đối cái việc là phải ở nhà vì họ không tin rằng là họ có thể là nạn nhân của corona. Mình nghĩ là quan trọng là mình biết tận dụng cái thời gian ở nhà như thế nào cho thật là bổ ích thì mình cũng sẽ không có cảm thấy cái việc phải ở nhà là một cái cực hình, đúng không? Cho nên nó là mình muốn chia sẻ một số cách mà mình làm để mà mình không có cảm thấy ngày trôi qua một cách vô ích. Thường á là mình sắp xếp mỗi tuần của mình theo một cái chủ đề nào đó để mà mình cảm thấy là mình có một cái mục tiêu mới mỗi tuần để mà mình thực hiện. Ví dụ như là bữa nay là ngày chủ nhật, mình chuẩn bị sang tuần mới, cho nên là mình sẽ lấy một cuốn sổ ra và bắt đầu xếp lịch cho nguyên cả tuần. Mình sẽ lấy chủ đề cho tuần mới này là học một ngôn ngữ mới đi ha. Khi mà mình đặt ra cái mục tiêu là mình sẽ học một cái ngôn ngữ mới á, thì mỗi ngày mình đều phải học cái tiếng đó. Mình sẽ ví dụ như là trường hợp mà các bạn đang học khoảng từ đại học trở xuống ở Việt Nam đi ha, mình muốn ôn lại tiếng Anh chẳng hạn, vì ở Việt Nam thì cái cơ hội được học môn tiếng Anh cũng không có nhiều, như là không có được giao tiếp mỗi ngày á, thì mình sẽ đặt ra là mỗi ngày trong tuần đều phải học tiếng Anh. Từ thứ hai cho tới chủ nhật thì mình sẽ ghi là học tiếng Anh, tất cả các ngày đều học tiếng Anh. Rồi á, trước khi mình bắt đầu ghi vào những việc khác á, thì mình sẽ xem xét đó là mỗi cái việc mà mình muốn làm trong cái tuần đó, trong cái ngày đó nó sẽ tốn bao nhiêu thời gian, mà mình phân chia sao cho mình không có cảm thấy là mình bị quá tải và cũng không có cảm thấy là mình có quá nhiều thời gian rảnh trong một ngày. Thì trung bình á không có nên để quá 7 việc trong một ngày. Thì bây giờ mình đã có một việc cho mỗi ngày trong tuần rồi. Thứ hai là ngày đầu tiên trong tuần, cho nên nó là những cái gì mà bạn đặt ra trong cái ngày đó nên có cái khuynh hướng là giúp cho bạn đi từ từ vào cái guồng của cái thói quen mới trong những ngày ở nhà này. Đang đi học thì là có khả năng là bây giờ trường bạn cũng bắt đầu cho học online, thì bạn nên để cái việc học online vào trong ngày thứ hai là chắc chắn rồi. Xong rồi, dĩ nhiên là vì bạn đang nghỉ quá lâu, bạn cần phải ôn tập lại bài, cho ôn tập bài cũ vào trong đó. Mình đề nghị là nên để cái việc ôn tập lên đầu tiên, sau đó là học online. Thì tùy theo cái giờ mà giáo viên đưa ra, hoặc có thể là giáo viên của bạn để cho bạn học lúc nào cũng được, thì bạn chia ra có thể là học online từ 1 đến 2 tiếng trong cái buổi sáng đó. Thì trong buổi sáng bạn có thể xong luôn cả việc ôn tập bài và học online. Học xong rồi thì bạn dọn dẹp, thì sẵn tiện bạn dọn bàn học, bạn dọn luôn cái phòng của bạn. Trong cái khoảng thời gian mà bạn dọn dẹp đó đó, tranh thủ nghe nhạc. Nghe nhạc để làm gì? Khi mà bạn đặt ra mục tiêu bạn học ngôn ngữ mới hoặc là bạn ôn lại tiếng Anh thì bạn nên nghe nhạc trong cái ngôn ngữ đó, thì là tai của bạn nó sẽ lắng nghe một cách thụ động và bạn có thể tiếp thu cái ngôn ngữ đó một cách rất là tự nhiên. Thì mình nghĩ là có thể sẽ tốn khoảng nửa tiếng cho tới một tiếng, tùy vào cái độ lớn của căn phòng của bạn hoặc là cái đồ bừa bộn, dọn sạch sẽ luôn nha. Cộng thêm cái thời gian mà ăn sáng, ăn trưa rồi bạn nghỉ trưa một chút nữa thì là nhiêu đây việc là muốn gần hết cái ngày rồi. Bạn tranh thủ tập thể thao. Tập thể thao thì cũng tùy theo cái sở thích của bạn, có thể là bạn sẽ lên YouTube bạn xem những cái bài tập tại nhà, hoặc là bạn tập yoga, hoặc là bạn tập nhảy. Và mình đề nghị là nên để ra khoảng một tiếng để luyện tập, tại vì nửa tiếng cũng được nếu như bạn chưa có quen với cái việc mà luyện tập mỗi ngày, nửa tiếng cho tới một tiếng để cho cơ thể có cái cảm giác là nó được hoạt động. Tại vì vốn dĩ là bạn ở nhà bạn ngồi một chỗ nhiều, mà cơ thể thì cần phải được vận động để mà có thể có cái sức khỏe cường tráng và bền bỉ trong tương lai. Sau khi mà bạn tập thể thao thì thường là bạn sẽ tắm rửa, bạn ăn tối, thì sau đó là bạn sẽ còn một chút thời gian trước khi đi ngủ, bạn có thể là thư giãn. Bạn có thể tranh thủ cái lúc thư giãn đó để bạn xem một bộ phim mà bạn thích. Nếu như trường hợp là bạn đang muốn ôn lại tiếng Anh thì học
thì xem một bộ phim tiếng Anh có phụ đề tiếng Việt, hoặc là tốt hơn nữa là xem phim tiếng Anh có phụ đề tiếng Anh để mà bạn học luôn cái ngữ pháp và cái văn nói của người phương Tây. Hết cái ngày thứ hai rồi thì bạn sẽ cảm thấy là à, mình có thể từ từ mình làm những việc này một cách rất là thoải mái. Bạn có thể tiếp tục những cái công việc đó vào trong những ngày tiếp theo trong tuần. Ngày thứ ba thì như mình đã có sẵn cái việc học tiếng Anh, và mình cũng đề nghị là việc tập thể thao cũng nên được đặt vào mỗi ngày trong tuần, trừ khi là bạn có những cái kế hoạch khác bạn không thể tập đều đặn, thì mình nghĩ là nên tập thể thao mỗi ngày. Và dĩ nhiên là phần thư giãn cũng nên để vào mỗi ngày, bởi vì buổi tối không phải là để làm việc mà là để thư giãn, để làm những việc mà bạn thích. Có thể là trong những ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu là có những cái thời điểm bạn phải học online nữa. Thì mình ví dụ là nếu như giáo viên không có ép buộc bạn phải học đúng vào cái thời điểm nào đó, thì bạn nên dành ra 1 đến 2 tiếng để học online. Đây là một ví dụ thôi chứ không phải bắt buộc, đúng không? Thì mình để học online vào trong từ thứ ba cho tới thứ sáu luôn. Rồi bây giờ là bạn đã có tới 3 việc phải làm trong ngày đó rồi ha. Mình còn khoảng 4 chỗ nữa thôi, thì mình cũng không phải là mình ép tất cả các bạn phải để hết tất cả vào một ô. Ngày thứ ba á, mình sẽ học tiếng Anh bằng một cách khác. Đó là mình sẽ nghe thụ động, mình tiếp tục nghe thụ động. Nhưng mà trong lúc nghe thụ động á, thì bạn lại viết. Có thể là bạn tập bạn nghe một cái bài hát nào đó và bạn viết theo nó, hoặc là bạn xem phim bạn viết lại những cái câu mà bạn không có quen, rồi sau đó là bạn ghi chú, bạn Google để mà tìm nghĩa, hoặc là bạn sử dụng từ điển theo theo cách truyền thống. Bạn dành ra cũng khoảng 1 tiếng cho cái việc học tiếng Anh này, học nghe, học viết ngữ pháp để mà bạn có thể nhận biết được từng cái loại âm thanh. Rồi sau đó sẵn là sau 1 tiếng bạn ngưng học tiếng Anh nhưng mà bạn lại chuyển sang Google. Thì cái việc Google này á là nó sẽ hỗ trợ trong việc là bạn sẵn sàng cho tương lai, tức là bạn tranh thủ cái thời gian rảnh này bạn Google về cái ngành nghề mà bạn muốn học, hoặc là ngành nghề mà bạn muốn làm trong tương lai. Bạn nghiên cứu thật kỹ những cái phân loại công việc của cả cái ngành nghề đó, tại vì trong một ngành nghề thì có thể nó sẽ có nhiều cái loại công việc khác nhau. Bạn xem là bạn ở vị trí nào thì bạn sẽ hợp, bạn có nên bắt đầu từ vị trí nào, rồi bạn lên những cái vị trí nào thì công việc đó sẽ có lợi hay không có lợi cho bạn và cho xã hội như thế nào. Những cái thông tin này á, có thể là bạn sẽ không tìm được trong một ngày, cho nên là bạn cứ thoải mái bạn tìm hiểu, bạn ghi chép và bạn tự phân tích từ cái suy nghĩ của bản thân, từ cái khả năng của cá nhân bạn và từ cái tầm nhìn của bạn. Bạn cảm thấy là mình hợp cái nào, bạn cứ từ từ bạn ghi ra, nên có một cái cuốn sổ riêng cho cả cái việc này, để mà sau này bạn sẽ không có bị bỡ ngỡ khi bạn ra trường, và bạn cũng có được cái định hướng riêng cho mình. Nội một cái thời gian bạn học tiếng Anh rồi bạn xem Google nó cũng hết cái một ngày luôn á. Và mình khuyến khích là Google bằng tiếng Anh để mà sẵn là bạn học luôn cả cái kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh. Sau khi mà bạn học tiếng Anh rồi bạn làm những cái bài nghiên cứu như vậy á, bạn thấy mình còn thời gian á, thì bạn đọc sách, hoặc là bạn có thể là bạn đọc truyện nếu như mà bạn thích đọc manga, và hoặc comic cũng được. Bạn đọc trong khoảng chừng nửa tiếng cho tới 45 phút, giống như để thư giãn đầu óc của mình. Và dĩ nhiên á, là trong lúc bạn học á, bạn học 1 tiếng 2 tiếng thì bạn cũng phải nghỉ giải lao chừng 5 phút sau sau khoảng chừng từ 20 tới 25 phút nha, chứ không phải học liên tục mệt lắm. Rồi sau đó là hết ngày rồi đó, bạn tập thể thao và sau đó là bạn thư giãn. Mình cũng khuyên á, là trong cái khoảng thời gian này, nếu như mà bạn may mắn được ở gần gia đình á, thì bạn nên chia sẻ với lại mọi người trong nhà, hỏi thăm mọi người trong nhà dạo này như thế nào, thậm chí là hỏi ba mẹ bạn, hỏi ông bà bạn về những cái câu chuyện về thời xưa, xem là họ đã có những cái trải nghiệm như thế nào. Nhiều khi á, là bạn có thể nghe được những cái câu chuyện rất là hay. Cái điều mà mình vừa nói thì có thể là hơi dư thừa nếu như mà bạn đang sống với lại gia đình, nhưng mà thật sự thì là một du học sinh sống xa nhà, điều duy nhất mà mình mong muốn đó là được ở nhà với gia đình và nói chuyện với mọi người. Và nhất là trong cái đại dịch này thì gia đình là quan trọng nhất. Mình xin lỗi, mình không có ý là mình xúc động, nhưng mà chỉ là khi mà mình nhắc đến gia đình thì mình hơi hơi có một chút cảm xúc. Về mình cảm thấy là quan trọng là chia sẻ với lại gia đình, và nếu như mà bạn có người thân đang bệnh thì bạn cũng hiểu là cái cảm giác mà cái dịch này nó đối xử với lại những người mà có sức khỏe kém và những người lớn tuổi như thế nào. Bạn cũng hiểu là thời gian ở bên gia đình rất là quan trọng, cho nên nó là trong cái thời gian thư giãn, ngoài cái việc là bạn xem những thứ mình thích, thì cũng nên ngồi nói chuyện với lại mọi người để
tạo ra những cái kỷ niệm mà sau này có thể mình sẽ không phải nuối tiếc khi mà phải chia xa họ. Và buổi tối khi mà bạn thư giãn á, đôi khi bạn cũng có thể tranh thủ lúc đó bạn tìm hiểu một số cái thông tin ở trên YouTube, tại vì YouTube thì bây giờ cũng là một cái kênh thông tin rất là đa dạng, bạn có thể tìm hiểu rất nhiều thứ. Mình sẽ đưa danh sách một số cái channel mà mình hay thích xem ở trong phần description để mà bạn có thể tham khảo. Và mình nghĩ là những cái nguồn thông tin đó rất là thú vị và cũng có thể thú vị và cũng có thể là có ích cho các bạn nữa. Bạn có thể xem ở phần bên dưới ha. Về thứ tư, thứ năm thì cũng khá là tương tự. Bạn có thể nhìn thấy ở trên này thì mình cũng có thể nói thêm là ngày thứ tư á, bạn có thể cũng Google, nhưng mà bạn không cần phải là Google tiếp về ngành nghề của mình, tại đọc một thứ nhiều lần thì cũng hơi chán. Cho nên là có thể là bạn sẽ tìm hiểu về vấn đề môi trường, vấn đề kinh tế, xã hội, về thậm chí cả coronavirus nữa. Tức là trên đời có rất là nhiều thông tin bạn có thể tìm hiểu. Khi mà bạn đọc rồi bạn mới thấy ha, là trên đời có rất là nhiều thứ để mà bạn học hỏi, và bạn cảm thấy là cuộc sống nó sẽ rộng khắp hơn rất là nhiều hơn là cái căn phòng bạn đang ở. Ở trong cuộc đời này thì thời gian chính là vàng bạc. Và hiện giờ chúng ta vô tình hay quý thì chúng ta đang có rất nhiều vàng bạc trong tay, khi mà chúng ta vừa có internet vừa có thời gian tận dụng hết sức. Sang cái ngày thứ năm thì mình chỉ đề nghị thêm thôi, để cho cái tuần lễ của bạn nó không có trở nên nhàm chán, thì sau 2 ngày mà bạn tìm hiểu nhiều như vậy, bạn học nhiều như vậy, bạn nên ghi lại nhật ký. Bạn phân tích xem là trong 3 ngày qua bạn đã học được những gì. Bạn xem là bạn nghĩ bạn có thay đổi cái suy nghĩ của bạn về thế giới, về bản thân bạn, hay là bạn có thể phát hiện được thêm điều gì mới về bản thân bạn hay không. Bạn học cách phân tích vấn đề, bạn ghi lại những cái thông tin mà bạn cảm thấy là bạn vẫn còn chưa hiểu. Rồi sau đó những ngày sau bạn có thể tiếp tục tìm hiểu về những điều đó. Và dĩ nhiên là bạn tiếp tục học tiếng Anh. Mình còn một cách học nữa là, nhất là khi mà bạn không có phải dọn dẹp mà nghe nhạc nữa, bạn nghe nhạc hoặc là bạn xem phim, bạn cứ để bản thân bạn nghe thụ động, sau đó bạn làm một cái gì đó theo sở thích của bạn. Hay ví dụ như mình á, thì mình thường hay thích vẽ, mình sẽ ngồi mình vừa nghe nhạc mình vừa vẽ, thì cái âm thanh đó nó sẽ tự động vô đầu bạn, rồi từ từ, tức là bây giờ thì nó sẽ chưa có tác dụng liền, nhưng mà từ từ theo thời gian á, thì tự nhiên bạn sẽ nghe tiếng Anh rất là tốt. Cái đó thì là theo kinh nghiệm cá nhân đó nha. Rồi bây giờ mình tới thứ sáu. Thứ sáu thì bạn cũng đưa ra kế hoạch gần giống như là thứ ba, thứ tư. Bạn tiếp tục đọc sách nào, bạn tiếp tục và học tiếng Anh nào, bạn học online nào, làm bài nào. Rồi bạn có thể là nếu dư thời gian thì bạn tìm hiểu thêm nè. Từ bữa tối ngày thứ sáu thì có thể bạn cũng ngồi lại với gia đình rồi cùng nhau trò chuyện, hoặc là bạn để dành cái đó cho ngày cuối tuần. Thì là tối thứ sáu bạn có thể xem tiếp tục một cái phim tài liệu nào đó trên YouTube chẳng hạn, để bạn có thể tiếp tục tìm hiểu về thế giới. Đến ngày cuối tuần thì cũng sẽ giống như là bình thường bạn đi học hay đi làm, thì bạn sử dụng 2 ngày đó để nghỉ ngơi. Cho nên đó là mình cũng chẳng ép mọi người phải làm quá nhiều thứ. Có thể là bạn tranh thủ bạn viết một chút về ngữ pháp, học một chút từ vựng mới, rồi bạn dành một cái buổi sáng thứ bảy đi để mà bạn học từ vựng mới nào, ngữ pháp mới, hoặc là bạn ghi chép lại những cái cú pháp, những cái câu từ mới mà bạn học được trong tuần qua, rồi sau đó bạn tìm hiểu nghĩa của nó. Có sở thích nào thì bạn cứ làm vào ngày thứ bảy. Rồi thư giãn hết sức mình, dành thời gian nhiều cho gia đình và xem những cái nội dung phim ảnh, phim tài liệu, những cái video thông tin hữu ích, chơi với lại thú nuôi, hoặc là bạn hít thở khí trời, hoặc là bạn tập thể thao một chút. Ngày chủ nhật thì bạn cũng sẽ giống như ngày thứ bảy vậy đó, nhưng mà đừng có quên là chuẩn bị cho tuần mới nữa nha. Nếu bạn có chủ đề gì thêm thì có thể là bạn thêm một số những cái việc khác, hoặc là cứ tiếp tục học cái ngôn ngữ mới như là bạn đã dự định. Và mình cũng chia sẻ thêm 2 cái ví dụ dành cho du học sinh và cho người đi làm, bạn xem thì cũng là để tham khảo thôi. Có thể là các bạn có những cái kế hoạch khác, nhưng mà đây là cách mà mình sẽ sắp xếp cái công việc thường ngày của mình. Và sau đó là mình sẽ đánh dấu check bên cạnh để mà mình xác định là mình đã làm xong được bao nhiêu việc. Và nếu như mình có thể làm hết thì là thứ bảy chủ nhật ăn mừng. Hy vọng là video này sẽ giúp ích cho mọi người trong khoảng thời gian sắp tới. Cứ cố gắng ở nhà cho đến khi mọi việc trôi qua, bởi vì đây là việc bất khả kháng và cũng là một điều khá là không may cho cả thế giới. Mình cùng cố gắng ha. Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi channel của mình ngay cả trong thời điểm này. Hẹn gặp lại mọi người trong video sau. Bye.